mình nha các bạn. Các bạn thấy cái món chèo khoai môn mình nấu, mình sẽ có phần nếp nè, một bán một khoai. Đó là thông dụng của cái món chèo khoai môn mình hay nấu rồi nha các bạn. Còn ngày hôm nay thì mình chia sẻ một cách đặc biệt hơn, đó là mình không sử dụng bột nếp và bột bán một khoai nữa, mà mình sẽ sử dụng chỉ cần khoai môn và một ít bột năng là mình sẽ ra được cái món chè đặc biệt, và một ít đậu xanh chóc vỏ nữa, ra một cái món chè đặc biệt thơm ngon mà lạ nữa các bạn, ăn rất là ngon luôn đó các bạn ơi. Hôm nay cũng như cái mọi ngày khác như bình thường ấy các bạn, thì mình cũng đi chợ về để mình quay clip để gửi đến cho các bạn xem thư giãn đấy các bạn. Thì cái lúc mà mình đi về ấy, thì mình có nhìn thấy một cái đám cháy lớn, mình cứ tưởng là cái ở ngay cửa hàng Nam Lào đối diện gần với nhà mình ấy, họ cũng hay thường đốt, mình cứ tưởng là như vậy. Nhưng mà không các bạn ơi, bùng lên một cái đám cháy to mà lớn lắm các bạn, nổi trội ngay cái chỗ phường 12 của mình á. Và rồi cũng có xe cứu hỏa tới, công an, lực lượng công an rất là đông luôn đó các bạn. Các bạn có thể xem lại một vài hình ảnh về cái vụ đám cháy, mình để ở cuối video này nha các bạn. Và mình sẽ vắt cái phần nước dừa này nha, cốt dừa này nha các bạn nhé. Mình nấu hoàn toàn bằng nước cốt dừa luôn cho nó thơm luôn nha các bạn nhé. Mình sẽ đổ nước lọc vào, mình lọc, mình vắt tiếp, vắt cho nó hết cái phần nước dừa cốt, cái dừa xay này luôn nha các bạn nhé. Mình sẽ rược lại một lần nữa vào trong cái nồi. Tiếp tục rược lại lần cuối cùng. Cái phần nước cốt dừa mình đã lọc ra, lược ra được một nồi như thế này rồi nha các bạn. Thì mình sẽ bỏ qua một bên để tí nữa mình sẽ sử dụng mình nấu nha các bạn nhé. Lá dứa thì mình sẽ sử dụng mình bỏ lại để tí nữa mình nấu chè khoai môn, nước cốt dừa, lá dứa nha các bạn nhé. Mình sẽ chừa 2 cọng dài và đẹp to để tí mình cột vào cái bó này nha các bạn. Cái phần củ khoai môn mình sẽ cắt khúc ra nha các bạn nhé. Cái phần khoai môn mình cắt khúc như vậy là được rồi nha các bạn, đừng cắt nhỏ quá. Phần khoai môn đấy các bạn, sau khi mình đã cắt khúc ra như thế này rồi là tí nữa mình áo qua cái phần bột năng nha các bạn. Thì mình lưu ý có nhiều bạn nấu chè khoai môn mình sẽ luộc sơ qua cái phần khoai môn, nhưng mà cái cách này mình chia sẻ không cần phải luộc sơ qua cái phần khoai môn đâu nha các bạn. Mình cứ cắt khúc ra như thế này và mình sẽ áo qua cái phần bột năng, thì các bạn hãy các bạn theo dõi mình làm như thế nào từng bước cái cách nấu chè khoai môn đặc biệt thơm ngon này nha các bạn nhé.
Lúc đầu mình chia sẻ là 200g bột năng thì mình sẽ bỏ vào đây một nửa, còn một nửa mình để lại nhé. Phần khoai môn mình cũng chia ra một nửa. Mình áo qua cái phần bột năng như thế này nè các bạn, có tác dụng tí nữa mình nấu chè khoai môn á, ăn cái phần khoai môn này nó rất là ngon, dai dai. Và nó có một cái nét đặc biệt là khi mà mình nhai khoai môn á thì nó sẽ bùi và béo ngay cái phần nước cốt dừa này, còn cái phần bột năng thì nó làm cho mình dai dai, ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Cái phần này một ít nước lọc. Nước lọc này mình bỏ vào trong cái phần bột năng cho nó nhão nhão ra một chút để mình hòa vào cái phần khoai môn cho nó dễ dính hơn nha các bạn nhé. Mình sẽ trộn lên như thế này. Cho nó éo qua cái phần khoai môn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách nấu chè khoai môn nước cốt dừa lá dứa, éo qua cái phần bột năng đặc biệt mới, cái cách mới, ăn rất là ngon luôn đấy các bạn ơi. Và mình sẽ bỏ vào trong cái phần bột năng khô. Mình chịu khó một chút thì để mình ra một cái nồi chè khoai môn nước cốt dừa lá dứa éo qua phần bột năng sẽ ngon hơn ha các bạn. Rây, mình rây cái phần bột dưa cho nó xuống nha các bạn nhé. Tay mình đang còn sử dụng tiếp tục mình làm bột cho nên mình khoan hẳn rửa nha các rây bạn. Rây cho cái phần bột dưa này nó xuống này các bạn. Và mình bỏ qua cái chậu khô nhé. Phần mà bột hồi nãy mình đổ nước lọc vào đang còn đấy các bạn, thì mình sẽ chế cái phần màu lá dứa vào nhé, chế 3 giọt nha các bạn. Mình sẽ hòa tan, mình sẽ cho cái phần một nửa phần khoai môn còn lại bỏ vào trong cái phần mà mình đã chế cái màu lá dứa vào nhé. Mình làm như vậy các bạn để cho cái món chè khoai môn của mình nó có màu sắc đẹp, xanh trắng đẹp lắm các bạn, nhìn nó hấp dẫn nha các bạn. Có thấy cái màu xanh từ cái màu lá dứa nó lên đẹp không các bạn? Nhìn cái nồi chè của mình trông sẽ hấp dẫn hơn, ăn sẽ ngon hơn. Mình cũng sẽ bỏ qua cái phần bột khô, mình áo qua cái phần bột khô này nha các bạn. Cái chè khoai môn của mình cái màu xanh xanh nè, trắng trắng nè, nhìn nó rất là đẹp luôn đấy các bạn. Và mình cũng sẽ bỏ qua cái rây, mình rây cái phần bột dư cho nó xuống. Sau khi mình áo qua cái phần khoai môn bằng bột năng và bột năng mình pha ít lá dứa xong rồi mình sẽ bỏ qua một bên, tí nữa mình sẽ nấu nha các bạn. Cái phần bột năng dư còn lại mình dồn hết vào trong tô. Mình tận dụng hết, không bỏ một cái nào đâu nha các bạn. Cho vào đây thêm 3 giọt màu lá dứa. Sử dụng bằng nước sôi, mình bỏ vào trong cái phần bột năng này một ít nước sôi. Mình dùng tay mình nhào nha các bạn. Cái màu lá dứa như này mình cũng kép vét bỏ vào trong. Mình nhào cho cái phần bột năng của mình nó dẻo lại nha các bạn. Cho thêm một ít nước sôi nữa các bạn này. Các bạn thấy mình nhào một lúc thì cái bột năng của mình đó các bạn nó dẻo lại các bạn này. Thấy đẹp không? Xanh xanh màu thơm mùi lá dứa nữa các bạn. Các bạn cứ nhào cái phần bột từ phía ngoài vào trong đó các bạn. Đơn giản lắm các bạn ơi. Mình sẽ nấu được một nồi chè thơm ngon để cho gia đình mình cùng hưởng thức đó các bạn. Sau khi mình nhào xong một phần cái bình bột năng của mình nó dẻo rồi các bạn, đẹp không? Thì bây giờ mình sẽ nặn nha các bạn nhé. Thì bây giờ trước tiên thì mình sẽ nặn những cái viên chân trâu nhỏ nhỏ rồi dài dài để cho mình cho vào cái nồi chè khoai môn của mình đó cho nó xanh xanh, cũng có những cái viên chân trâu ăn nó ngon hơn ha các bạn, đẹp hơn.
Chân trâu thì mình sẽ ngắt ra từng nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn, và mình sẽ vo tròn. Đó, các bạn thấy không? Những cái viên chân trâu tí nữa mình sẽ luộc. Rất là xinh luôn các bạn. Đơn giản và tiện dụng, dễ làm trong gia đình của mình đó các bạn. Mình chịu khó một chút, bỏ thời gian ra một chút thì mình sẽ có một cái nồi chè khoai môn sắc màu đẹp, thơm ngon luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vo bằng cái dài thì mình cũng ngắt ra một cục này nha các bạn. Thì mình bỏ vào tay này các bạn này, mình lăn nè. Thì sẽ ra cái hình dài như thế này nè các bạn. Rất là xinh luôn các bạn. Mình trang trí vào cái nồi chè mình cho nó đẹp mắt và xinh, ăn ngon hơn. Đó. Mình lần lượt mình làm cho hết cục bột năng của mình thì thôi ha các bạn. Đó. Sau khi mà mình nạp cái phần bột năng còn lại, hình dài như thế này và hình tròn làm viên chân trâu á các bạn, thì xong rồi mình bỏ qua một bên để tí nữa mình nấu chè khoai môn nha các bạn nhé. Cái phần đậu xanh chắp vỏ mình sẽ vo sơ qua, mình luộc sơ nha các bạn nhé. Mời các bạn vào bếp cùng với mình để nấu món chè khoai môn nước cốt dừa lá dứa đặc biệt thơm ngon như thế nào nha các bạn. Sử dụng nước sôi để mình trụng sơ qua cái phần đậu xanh. Đậu xanh vào. Mình cho ít muối vào cái đậu xanh nha các bạn. Xanh mình trụng cũng được rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp, nhắc ra và đổ ra ngoài rổ nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ rang cái phần đậu phộng. Ít muối và đậu phộng để mình rang cho cái phần đậu phộng nó thơm ngon hơn nha các bạn. Đậu phộng của mình được rồi nha các bạn. Thì mình sẽ nhắc xuống thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi luộc cái phần khoai môn mà mình áo qua cái phần bột năng nha các bạn. Thôi mình sẽ thả khoai môn vô mình luộc. Mình thử xem cái phần khoai môn của mình luộc đã mềm chưa nha các bạn. Như vậy là được rồi nha các bạn. Thì mình sẽ vớt ra lược, mình vớt cho nhanh. Mình vớt qua, mình chuẩn bị một cái thau nước lọc. Bỏ vào trong cái thau nước lọc. Mình trụng cái phần mà khoai môn còn lại nha các bạn. Mình cũng luộc cho nó mềm rồi mình vớt ra bỏ vào thau nước lọc. Khoai của mình luộc còn lại cũng chín rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng sẽ vớt ra qua cái chậu nước lọc. Mình sẽ bỏ cái phần bột năng còn lại mà mình nắn ra hình dài chân trâu bỏ vào mình luộc luôn nha các bạn. Ngâm cái phần khoai môn lúc đầu mình luộc á, thì bây giờ mình sẽ dùng vợt mình vớt ra để ráo nước bỏ ra cái dĩa. Mình sẽ vớt cái phần khoai môn này. Phần bột năng mình luộc cũng được rồi nha các bạn. Thì mình cũng sẽ vớt ra bỏ vào chậu nước lọc. Mình vớt ra mình bỏ vào trong chậu nước lọc rồi, để cho nó giữ được cái màu với lại nó không có được dính nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước cốt dừa mà mình đã bắt lúc đầu á các bạn, bắt lên bếp và đổ cái phần đậu xanh vô. Bỏ vào cái bó lá dứa cho nó thơm nha các bạn. Cho vào một ít muối. Mình hớt cái phần bọt bỏ đi nha các bạn. Phần khoai môn vô nha các bạn. Cái phần bột năng này mình thì mình vớt ra. Cho phần bột năng vào nha các bạn. Sau cùng mình sẽ cho phần đường vô nha các bạn. Lượng đường thì tùy vào nhà mình nha các bạn. Mình muốn cho nhiều cái lượng đường ngọt hay là lượng đường nhạt thì tùy vào nhà mình điều chỉnh cái lượng đường nha các bạn nhé. Cho một cái ống vani nhỏ vào. Mình sẽ sử dụng hết cái phần nước cốt dừa 400ml này bỏ vào luôn nha các bạn. Cái nồi chè khoai môn mình nấu hôm nay quá xuất sắc luôn các bạn ơi. Thơm. Mà nó đặc biệt là mình áo qua một cái lớp bột năng á các bạn. Trân châu nè. Mình múc cái nồi chè lên mà mình cảm thấy nó cái mùi nó thơm mà nó xịn xệt cái nước này các bạn.
nồi chè của mình đợi sôi lên nữa là mình tắt bếp thôi nha các bạn, rồi mình múc ra tô bày trí để mời các bạn thưởng thức cùng với mình. Còn lá dứa thì bây giờ mình sẽ vớt ra nha các bạn, thơm lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, mình đã nấu xong món chè khoai môn, nước cốt dừa, lá dứa thơm ngon béo ngậy, áo qua phần bột năng, rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Các bạn nhìn nè, quá tuyệt vời các bạn. Đậu xanh nè, khoai môn nè, những hạt trân châu và những cái em sâu mà mình nặn dài dài cũng rất là đẹp luôn đấy các bạn. Và thơm cái mùi nước cốt dừa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Mình múc một ít nè. Đậu phộng rắc lên. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cái phần nước cốt dừa của mình thơm mà nó cứ sền sệt đấy các bạn. Mình mời các bạn nhé. Đây mình sẽ ăn một miếng khoai môn này, kèm theo trân châu này các bạn. Thơm lắm các bạn ơi, cái mùi nó thơm béo ngậy. Mình nhai miếng khoai môn nữa các bạn, với lại một cái những hạt chân châu mình mà mình nặn bằng cái bột năng á, ăn rất là dai dai sần sật, ăn ngon lắm các bạn ơi. Còn cái phần khoai môn mà mình áo qua cái phần bột năng á, ăn rất là bùi, và cái phần bột năng thì dai dai làm cho mình nó nở ngấy á các bạn. Ăn cái món chè hôm nay mình chia sẻ đến cho các bạn á, cái cách nấu món chè khoai môn này rất là đặc biệt và thơm ngon lần đầu tiên luôn đó các bạn. Chè khoai môn á, mình cho cái lượng đường á, nó vừa phải, cho nên là mình ăn á, nó không có bị ngấy nha các bạn nhé. Mà ăn rất là ngon luôn đó các bạn ơi. Đậu phộng thì mình dạ dập, mình bỏ lên ăn nó bùi bùi, béo béo, thơm lắm các bạn. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo á các bạn. Cái phần bột năng mà mình nặn cái hình con sâu dài dài các bạn. Hôm nay thì mình cũng mới khỏe lại các bạn, nhưng mà cái tiếng nói của mình thì hơi bị cũng còn một cái chút cảm ấy các bạn, nhưng mà hôm nay mình thấy đỡ nhiều rồi. Với lại hôm nay thì mình nấu cái món chè khoai môn này các bạn, ăn nó thanh lọc và nó mát hơn các bạn ha, ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Đa phần nhé các bạn thấy cái món chè khoai môn mình nấu mình sẽ có phần nếp nè, bột bán, bột khoai. Đó là thông dụng của cái món chè khoai môn mình hay nấu rồi nha các bạn. Còn ngày hôm nay thì mình chia sẻ một cách đặc biệt hơn. Đó là mình không sử dụng bột nếp và bột bán bột khoai nữa, mà mình sẽ sử dụng chỉ cần khoai môn và một ít bột năng là mình sẽ ra được cái món chè đặc biệt, và một ít đậu xanh chóc vỏ nữa, ra một cái món chè đặc biệt thơm ngon mà lạ nữa các bạn. Ăn rất là ngon luôn đó các bạn ơi. Các bạn nào mà nhìn thấy mình chia sẻ hôm nay, ngày hôm nay là cái món chè khoai môn độc lạ như thế này, thì mình cũng có thể làm cho gia đình mình thưởng thức. Các bạn có thích cái video mà hôm nay mình chia sẻ thì cho chị em mình một like, một chia sẻ, cũng như một đăng ký kênh Cuộc Sống Hai Chị Em, để cho chị em mình chia sẻ nhiều cái món hay hơn, tận dụng ở trong nhà mình, để cho mình áp dụng trong nhà mình để mình nấu á các bạn. Rất là tiện dụng luôn đấy các bạn. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình tiếp tục ăn cái món chè khoai môn nữa các bạn. Hôm nay cũng như cái mọi ngày khác như bình thường á các bạn, thì mình cũng đi chợ về để mình quay clip để gửi đến cho các bạn xem thư giãn đấy các bạn. Thì cái lúc mà mình đi về á, thì mình có nhìn thấy một cái đám cháy lớn. Mình cứ tưởng là cái ở ngay cái cửa hàng Nam Lào đối diện gần với nhà mình á, họ cũng hay thường đốt, mình cứ tưởng là như vậy. Nhưng mà không các bạn ơi, bùng lên một cái đám cháy to mà lớn lắm các bạn, nổi trội ngay cái chỗ phường 12 của mình á. Và rồi gọi cũng có xe cứu hỏa tới, công an, lực lượng công an rất là đông luôn đó các bạn. Quay cũng là tung lên mạng nhiều lắm ở ngay cái chỗ khu vực phường 12 của mình đó các bạn. Thì em mình cũng không biết là lý do tại sao mà có bùng phát ra một cái đám cháy lớn đấy.
thiệt hại trong cái đám cháy lớn ở ngay chỗ phường 12 của mình thì mình cũng không rõ lắm nha các bạn. À, thì cũng có kịp thời là lực lượng đội công an, đội cứu hỏa đến và cũng dập tắt được cái đám cháy lớn đấy rồi nha các bạn nhé. Các bạn có thể xem lại một vài hình ảnh về cái vụ đám cháy mình để ở cuối video này nha các bạn. Mình sẽ dùng hết cái phần chè khoai môn mà lá dứa, nước cốt dừa nha các bạn nhé. Mình đã dùng xong cái chén chè khoai môn, nước cốt dừa, lá dứa thơm ngon béo ngậy, áo qua cái phần bột năng rồi nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip ngày hôm nay của chị em mình. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn vào clip ngày mai. Bye bye. Các bạn ơi, đối diện với nhà mình á có một nhà bị cháy lớn lắm luôn đó các bạn ơi. Bây giờ mọi người công an gì ra đang hỗ trợ các bạn. Xe chữa cháy đang tới các bạn.